Câu hỏi: con bị sỏi túi mật, xin thầy chỉ cách tập luyện ăn uống để bài trừ được ra ngoài, vì sỏi mật rất khó ra ngoài so với sỏi thận. Câu hỏi kế tiếp: con bị u trong túi mật và cứ bị to dần lên thì làm cách nào cho nó bé đi? Thưa quý vị, những câu hỏi này chúng tôi đã trả lời khá nhiều lần rồi, và nếu quý vị về lắng nghe kỹ lại cái bài giảng tối thứ ba và cái bài giảng nói về cái đường ruột của mình. Nói chung tất cả những cái nguyên lý căn bản đã được giảng rất kỹ trong bài giảng. Quý vị có thể về nghe lại trong cái trang Tâm Thành Sakya này. Thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ cái cơ chế để chuyển hóa từ cái dạng thể rắn sang dạng thể lỏng, thể khí trong cơ thể của mình, và tại sao chúng ta có những cái kết tủa, cái sỏi, cái sạn từ đâu mà ra. Đều từ do cái cách sinh hoạt, cách ăn uống của chúng ta. Vậy thì hãy cố gắng về nghe lại cái bài giảng và thực tập cho đúng. Về nghe lại bài giảng và thực tập cho đúng. Ăn uống đúng giờ, không thức khuya, không có gia vị, không chiên xào nấu nướng. Phải tập vận động, hít thở cho đầy đủ dưỡng khí, ăn thức ăn tươi, có đầy đủ vitamin, muối khoáng. Rồi chúng ta phải cố gắng tập đi đại tiện đều đặn đúng giờ, thì như vậy nó sẽ không có bị đường cao, mỡ cao, máu cao, không có bị tích lũy, không có bị sỏi sạn trong cơ thể của chúng ta. Vậy hãy cố gắng thực tập đúng thì chúng ta sẽ thấy nó chuyển hóa liền ngay lập tức, chứ không có gì phải lo ngại cả. Hãy cố gắng về nghe lại bài giảng nhé.